Con trai kia mày đứng lại! Anh ơi! Cứu em với! Có chuyện gì vậy? Con kia! Mày giỏi mày chạy nữa đi! Anh ơi! Anh cứu em với! Anh đừng để hắn ta bắt được em ạ! Em cứ yên tâm! Anh sẽ bảo vệ em! Thằng điên kia! Mày có cút đi không? Mày thích lo chuyện bao đồng á, tao đấm cả mày đấy! Tôi không biết anh và cô ấy đã có mâu thuẫn gì, nhưng anh hành xử với phụ nữ như vậy là không được đâu. Có gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Mẹ kiếp, mày thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi không phải là anh hùng cứu mỹ nhân gì hết, nhưng hôm nay có tôi ở đây, anh đừng hòng động vào cô ấy. Được, thế thì bố mày cho mày tọa nguyện luôn. Thằng chó này. Mày nhớ đấy, tao nhớ mặt mày rồi. Anh có sao không ạ? Anh không sao, anh vẫn ổn. Công nhận là anh giỏi thật. Em không ngờ anh lại biết võ đấy ạ. Ngày xưa anh có học thêm một lớp võ tự vệ, cho nên mấy tên côn đồ thế này anh xử lý được. Mà sao em lại bị hắn ta truy đuổi thế? Chuyện này kể ra thì hơi dài dòng. Hay là em mời anh ra quán cà phê, sau đó em kể cho anh nghe sau nhá. Ok, cũng được. Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vừa rồi may là có anh, nếu không em không biết là hắn ta sẽ làm gì em nữa. Không có gì đâu. Mà kể ra anh và em cũng có duyên. Hôm nay anh giúp em, biết đâu sau này em lại giúp anh thì sao? Dạ vâng ạ. Mà anh tên là gì thế ạ? À, anh tên là Phan Anh. Còn em? Em tên là Tuyền ạ. Tuyền à? Cái tên đẹp đấy. Em cảm ơn anh ạ. Mà em kể chuyện kia cho anh nghe luôn nhá. Ừ, em kể đi. Chuyện này phải bắt đầu từ... Em xin anh chị đấy ạ, anh chị tha cho em với. Em không muốn làm nữa đâu ạ. Em xin chị mà. Sao mày ngu thế hả My? Công việc vừa nhàn hạ vừa nhiều tiền, mày không muốn làm cái này thì mày muốn làm cái gì nữa hả My? Em thà làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, nhưng mà được sống như một con người đàng hoàng tử tế, còn hơn là làm cái nghề này. Bây giờ em muốn về quê, em không muốn làm nữa đâu ạ. Chị tha cho em với. Mày không còn sự lựa chọn nữa đâu. Đã đi theo tao một ngày thì mày phải theo tao đến già. Cho đến khi nào mày không có sức làm nổi nữa thì tao mới cho mày nghỉ. Chị ơi, chị cứu em ơi, bỏ họ ba em đi làm gái đấy ạ. Mày muốn chết à? Mày có im mồm đi không? À, em thông cảm nhá, nó là đứa em gái chị, nó đang bị bệnh nên là nó mới ăn nói linh tinh như vậy đấy. Em đừng có để ý nhá. Cô đừng có nói dối, tôi vừa nhìn thấy hết rồi. Cô mau thả cô ấy ra, nếu không tôi báo công an đấy. Cái con danh kia, mày dọa ai đấy hả? Mày có tin là tao xử luôn cả mày không? Tôi nói lại một lần nữa, các người mà không thả cô ấy ra, tôi báo công an đấy. Đang yên đang lành không muốn, lại muốn rơi vào bọn tao à? Mày để con My lại cho tao, mày ra xử lý con dở hơi nhiều chuyện kia đi. Con danh kia, mày đứng lại cho tao. Chị ơi, bây giờ mình phải làm sao ạ? Mày xử lý con kia đi, con My để cho tao. Thật là khốn nạn, giữa ban ngày ban mặt mà họ dám lộng hành như vậy à? Họ thật là không có pháp luật ra gì mà. Em nghĩ bọn chúng có cả một hệ thống luôn đấy anh ạ. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới dám hoạt động ngang nhiên giữa thành phố như thế thôi. Nếu đúng như vậy, thì chắc chắn bây giờ đang có rất nhiều cô gái rơi vào hoàn cảnh giống cô gái kia rồi. Dạ vâng, rất có thể là như vậy đấy ạ. Anh nghĩ là anh phải điều tra thật kỹ chuyện này, để đưa nhóm người kia ra chịu hình phạt trước pháp luật mới được. Nhưng mà em sợ... bọn chúng sẽ quay lại tìm anh để trả thù đấy. Anh không sao đâu, em đừng lo. Mà em cũng phải tự bảo vệ bản thân mình nhá. Trừ trường hợp họ sẽ quay lại tìm em để báo thù. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mời vào. Anh. Anh xem em mang gì tới cho anh này. Sao em đến không gọi điện cho anh, đến xuống đón em? Em biết là anh đang rất bận, nên là em không muốn báo cho anh nữa. Với lại, em phải tới bất ngờ thế này, để xem là anh có giấu cô gái nào ở đây không chứ. Ừ. Em lại đa nghi với anh rồi, anh làm gì có cái gan đó chứ. Em chỉ đùa thôi, chứ em biết là người yêu của em tuyệt vời nhất mà. Thế hôm nay em đem cái gì đến cho anh ăn đây? À. Em mới học được cách làm bánh bông lan cuộn mứt dứa, nên là em làm cho anh ăn luôn đấy. Nghe cái tên đã thấy hấp dẫn rồi. Chắc công đoạn em làm được cái bánh này cũng kỳ công lắm nhỉ? Em làm mất cả buổi đấy. Điều anh vất vả quá. Chắc là kiếp trước anh sống tốt, cho nên kiếp này anh được gặp em đấy.
Thế thì người yêu của em phải yêu thương em nhiều hơn nữa, nếu không là em sẽ buồn lắm đấy. Em cũng thấy rồi còn gì, trái tim anh chỉ có một chỗ duy nhất, dành hết tình yêu thương cho em rồi còn gì. Vâng, em biết rồi, trên đời này không có ai yêu thương em bằng anh cả, như vậy đã được chưa? Được. À, để em bóc bánh cho anh ăn nhá. Thôi, lát nữa anh ăn, bây giờ anh vẫn đang trong giờ làm việc mà. Thôi được rồi, vậy lát nữa anh nhớ phải ăn hết đấy nhá. Em yên tâm, em đã kỳ công làm như vậy rồi, chắc chắn anh sẽ ăn hết, không bỏ sót một miếng nào. Vâng ạ. Mà em bảo, hình như là cuối tuần này anh có lịch hẹn đi gặp đối tác đúng không? Đúng rồi, mà sao em lại biết? Sao anh mau quên thế? Hôm trước anh kể cho em rồi còn gì ạ? Vậy à? Chắc là do anh nhiều việc cho nên anh không nhớ hết. Anh xin lỗi nhá. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Anh bận rộn như vậy thì quên mấy việc linh tinh như thế này cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mà sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này thế? À, thì em cảm thấy là nếu như em đi gặp đối tác cùng anh thì em sẽ có thể giúp đỡ anh một thứ gì đó. Chứ thấy anh vất vả thế này, em xót lắm. Cảm ơn em lúc nào cũng lo lắng cho anh. Nhưng lần này anh chỉ có thể đi một mình thôi. Đối tác này khó tính lắm. Để lần sau anh đưa em đi nhá. Vâng ạ. Vậy lúc nào anh cảm thấy phù hợp thì anh đưa em đi cũng được. Ok, vậy để anh sắp xếp nhá. Dạ vâng. Em đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng mà anh ta không chịu cho em đi cùng đâu. Thế thì đối tác này rất quan trọng, nên nó ngại việc cho người lạ đi cùng rồi. Vâng ạ, cũng có thể là như vậy. Mà anh thấy từ ngày em ở bên cạnh nó đến giờ, chúng ta đã móc nối được rất nhiều đại gia rồi. Hay là em bỏ nó đi? Anh bị điên à? Chúng ta đang ăn nên làm ra, tự nhiên anh nói bỏ là bỏ thế nào? Bây giờ mình đã xây dựng được một hệ sinh thái tương đối ok rồi. Cho dù bây giờ em không ở bên cạnh hắn nữa, chúng ta vẫn làm ăn ổn mà. Nhưng mà anh ta vẫn đang mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta mà. Tội gì mà em phải bỏ anh ta chứ? Thì lỡ bây giờ nó phát hiện ra việc làm của chúng ta thì sao? Liệu nó có tha cho em không? Anh yên tâm, anh ta sẽ không bao giờ phát hiện ra được đâu. Anh cứ tin ở em. Em đã nói như vậy thì anh đành nghe thôi, chứ biết làm sao giờ. Cuối cùng thì cũng được gặp lại cô rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu lúc đấy cô mà không xuất hiện thì tôi không biết là bao giờ tôi mới thoát ra được nữa. Không sao đâu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Mà vừa nãy cô ở đó làm gì thế? Tôi đang theo dõi bọn họ để thu thập bằng chứng, sau đó thì sẽ báo lại với công an. Cô không sợ bọn họ phát hiện ra rồi trừ khử cô luôn à? Tôi sợ chứ, tôi cũng đã định đi về quê rồi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi nghĩ là tôi không thể nào để cho bọn người xấu này cứ lộng hành như thế mãi được. Tôi phải bắt bọn họ trả giá thôi. Cô mạnh mẽ thật đấy, tôi rất khâm phục ý chí của cô. Cô quá khen rồi. Thật ra tôi cũng chỉ là một đứa con gái, cũng yếu đuối như người khác. Nhưng mà dòng đời xô đẩy bắt tôi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, cho nên là tôi phải cố gắng mạnh mẽ đứng lên để tự bảo vệ cho bản thân mình thôi. Vậy thì từ ngày hôm nay cô sẽ có thêm một người đồng đội nữa, đó chính là tôi đấy. Tôi sẽ cùng cô vạch trần bộ mặt thật của những kẻ xấu xa kia. Thế thì hay quá, cảm ơn cô nhiều nhá. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đòi lại công bằng cho những người xấu số bị bọn họ hại giống như tôi. Được. Mà tôi vừa mới phát hiện ra một bí mật rất lớn của bọn họ đấy. Bí mật gì thế? Còn mụ Tú bà kia đang yêu một vị chủ tịch tập đoàn lớn, và cô ta dùng chính mối quan hệ này để móc nối việc mua bán dâm với những vị đại gia thích của lạ đấy. Thật á? Vậy cô có biết vị chủ tịch đó ở tập đoàn nào không? Hình như là chủ tịch của tập đoàn ABA thì phải. À, tôi có ảnh đấy, để tôi cho cô xem nhé. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Anh Văn Anh. Tuyền à, sao em lại ở đây? Em có chuyện này rất quan trọng muốn nói với anh. Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Chuyện này rất nghiêm trọng. Anh nghe xong, anh phải thật bình tĩnh đấy nhá. Ok, anh hiểu rồi. Em cứ nói đi. Giới thiệu với em, đây là anh Quang, chủ tịch tập đoàn BJ. Anh ấy vừa là một người bạn của anh, vừa là một đối tác rất quan trọng với tập đoàn ABA. Dạ em chào anh ạ. Hôm nay em thực sự rất vui khi được gặp mặt và dùng bữa với một người đàn ông vừa tài giỏi, vừa lịch lãm như anh đấy ạ. Em nói chuyện khéo quá. Bảo sao cậu Phan Anh cứ khen em suốt.
Chắc là anh Phan Anh nói đùa đấy ạ. Chứ em cảm thấy bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Em không cần phải khiêm tốn đâu. Chuyện nào ra chuyện đó. Cái gì mình giỏi thì mình đáng được khen chứ. Vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh Quang đây vừa đẹp trai, vừa giàu có, thế nhưng mà lại chưa có người yêu. Em xem quen biết ai thì giới thiệu cho anh Quang đi. Thật thế à? Thế chắc là do anh Quang đây kén chọn nên là mới như vậy. Chứ người đàn ông hoàn hảo như anh thì thiếu gì phụ nữ vây quanh ạ? À? Anh có kén chọn gì đâu. Chắc là tại duyên của anh nó chưa tới nên bây giờ vẫn cô đơn. Em xem có người bạn nào giới thiệu cho anh đi. Dạ vâng ạ. À. Vậy thì để em xem có ai phù hợp với anh thì em sẽ giới thiệu cho anh ạ. Cảm ơn em. Thôi nào, chúng ta cùng nhau nâng ly. Chúc mừng buổi gặp mặt ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Em chào anh ạ. Chào em. Giới thiệu với anh, đây là đứa em gái của em. Hôm nay nó sẽ phục vụ anh từ A tới Z. Có gì thì anh bảo ban cho nó giúp em với nhá. Ừ, được rồi. Em chào anh ạ. Trông em cũng xinh xắn đấy. Em nói đi, em bị cô ta ép tiếp khách bao nhiêu lần rồi? Anh Quang, anh nói như vậy là sao ạ? Cô không giỏi lắm, dám tiếp cận tôi để làm những trò khốn nạn thế này à? Anh Phan Anh, anh nghe em giải thích đã. Em... Tôi không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì cả. Cô cứ chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng của cô và đồng bọn rồi. Các người không thoát được đâu. Các anh ơi, các anh cứu em với. Là chị ta ép em, chứ em không muốn làm người này đâu ạ. Cô yên tâm đi, bây giờ cô được cứu rồi, không phải sợ bọn họ nữa đâu. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn em nhiều nhá. Nếu không có em, anh không biết là mình sẽ bị cô ta lừa đến bao giờ nữa. Không có gì đâu ạ. Lần trước anh cứu em, bây giờ em giúp lại anh, coi như chúng ta hòa. Mà anh cảm thấy anh và em cũng có duyên ấy chứ. Dạ vâng, em cũng thấy như vậy đấy ạ. Hay là từ nay chúng ta trở thành bạn của nhau đi, em thấy như vậy có được không? Dạ được ạ. Được làm bạn với một người tài giỏi như anh thì quá lời cho em rồi còn gì nữa. Vậy thì anh nghĩ bây giờ chúng ta hãy đi ăn để chúc mừng cho tình bạn này thôi. Được ạ. Ok, đi thôi. Ai như thằng Phan Anh thì phải. Long, phải Long không? Phan Anh à, ôi đúng mày thật rồi, lâu lắm rồi mới gặp đấy. Mày khỏe không? Mà đang đi đâu thế này? Tao vẫn khỏe, tao vừa đi làm về. Mày làm gì thế? Đừng bảo với tao là xe ôm nhá. Chính nó luôn. Quê mình giờ này phát triển nhở? Chạy được xe ôm cơ à? Đâu có, tao chạy ở trên huyện ấy. Bình thường thì buổi tối mới về cơ. Nhưng mà hôm nay ít khách quá, nên là về sớm. Ừ. Còn mày thì sao? Dạo này trông bảnh bao nhờ? Chắc là làm ăn được à? Cũng tạm ổn thôi. Ờ, này, lâu lắm rồi mày mới về. Tao với mày ra quán trà đá của chị Tuyết đi. Hàn huyên tí. Ok luôn, đằng nào tao cũng không vội. Ờ, đưa đây. Rồi, lên xe, lấy mũ đi. Đi nhá. Rồi, ok. Đi nhá. Ừ. Cho chị gửi nước với. Lâu lắm rồi mới thấy Phan Anh về quê nhỉ? Dạo này trên Hà Nội làm ăn được không em? Dạ, em cảm ơn chị. Em vẫn bình thường ạ. Cái bà này hỏi thừa phết. Bà nhìn thằng bạn tôi đi. Quần là áo lượt thế này, chắc chắn nó phải hơn chúng mình rồi. Tao có bị mù đâu. Thậm chí nó làm gì á, tao còn rõ hơn mày đấy. Chẳng qua hỏi xã giao tí thôi. Mà này, mày cẩn thận với con vợ mày đấy. Nó u mê làm giàu đến phát điên luôn rồi. Coi chừng bị lừa, còng lưng ra mà trả nợ. Bà cứ nói thế là mất tinh thần. Làm giàu thì ai chẳng muốn. Mà nhá, con vợ tôi ấy, nó rất lanh lợi đấy. Ai mà lừa được nó. Vâng, ở đấy mà lanh mới trả lợi. Uống nước đi. Mày với Vân lấy nhau cũng phải 5 đến 6 năm rồi chứ nhở? Ừ, tầm đấy. Thế được mấy đứa rồi? Vân suốt ngày lo chuyện làm ăn, có chịu đẻ đâu. Thế thì chết. Con cái nó là sự kết tinh của tình cảm.
là sợi dây gắn kết vợ chồng. Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Lo cái gì? Vợ chồng tao còn trẻ. Bây giờ á, cứ lo vững kinh tế đã. Một vài năm nữa tính sau. À, đúng rồi. Tuyền dạo này thế nào? Đang làm ở nhà hay Hà Nội vậy? Ôi, nó đi học về, suốt ngày mò mẫm trên cái trang trại cũ của nhà tao ấy. Nghe đâu bảo nghiên cứu, thử nghiệm cái khỉ ho gì ấy. Nghe đau đầu lắm. À, đúng rồi. Tao nhớ cô ấy học nông nghiệp mà. Chắc đang thử nghiệm loại cây trồng nào để phù hợp với đất đai, để nâng cao năng suất ấy mà. Đúng, đúng, đúng. Nó nói với tao y hệt như mày nói ấy. Thế nhưng mà vẫn chẳng được cái tích sự gì. Tiền có kiếm được đâu. Chán lắm. Tao đã suy nghĩ và cách làm việc của cô ấy tốt mà. Trước sau sẽ có kết quả thôi. Tốt chả thấy đâu. Tao thấy mỗi nghèo thôi. Xong mấy năm nữa, chồng con chả lấy được. Xong đi bốc cám mà ăn. À, phải rồi. Thế mày vợ con gì chưa? Mày đi biệt tích bao nhiêu năm ấy, không ai từng biết thông tin gì cả. Tao vẫn vậy, bận nhiều quá nên không có thời gian. Thế thì chết. Này, tìm hiểu cô nào mà lấy vợ đi. Thứ nhất nhá, là mày có tuổi rồi. Thứ hai á, là hai người cùng làm thì kinh tế của nhà mới đi lên được chứ. Mày nói cũng phải. Thế nhưng duyên số chưa đến thì cũng đành phải chịu thôi. Này, mày nhắc đến cái Tuyển tao mới nhớ. Ngày trước hai đứa chúng mày quấn quýt với nhau suốt còn gì. Bây giờ nó vẫn chưa yêu ai đâu. Hay là đợt này về chúng mày tiến tới luôn đi. Hồi đấy trẻ con tính làm gì chị. Bây giờ mà gặp cô ấy á, em sợ em cũng chưa nhận ra ấy. Con bé càng lớn càng xinh. Mày mà không nhanh á, đứa khác nó đến nó hốt mất chứ chẳng đùa. Ôi dồi, bà lại hãm quá. Em gái tôi thì nó có thằng nào để ý mà tôi không biết. Mày cứ cắm đầu cắm cổ trên phố huyện từ sáng tới tối thì biết cái gì. Không nói đâu xa, ngay như cái thằng bạn làm ăn gì đấy của con Vân nhà mày, là thằng Hoàn, cũng đang theo đuổi nó giáo giết lắm đấy. Hả? Có chuyện này à? Tao biết ngay mà, mày có để ý cái gì đâu. Mà tao thấy á, cái thằng đấy tướng tá chả tốt lành gì đâu. Mày bảo em gái mày tránh xa nó ra, cả cái con vợ mày cũng thế. Bà ăn nói vớ va vớ vẩn, chưa gì đã nghĩ không hay cho người khác rồi. Cái ông Hoàn đấy á, ông ấy làm ăn với vợ tôi mấy năm nay rồi. Chả nhẽ tôi không hiểu ông ấy là người thế nào à? Tao nói thì nói thế thôi, còn đâu thì tùy chúng mày. Tao cũng không rảnh đi lo chuyện thiên hạ. Thôi, hai đứa uống nước đi. Tôi thấy bà đang rảnh đấy. Hình như kia là Tuyền thì phải nhỉ? Tuyền phải không em? Ơ, anh Vân anh. Đúng là anh thật rồi này. Em còn tưởng là anh Long trêu em đấy chứ. Lâu rồi không gặp lại em. Nhìn em khác quá, suýt nữa thì anh không nhận ra đấy. Gần chục năm rồi còn gì. Chẳng lẽ anh không định cho em lớn à? Ừ. Mà em đang xách xô đất đi đâu thế này? Em lấy mấy mẫu đất về lại nghiên cứu xem thế nào. Ai ngờ xe hỏng nên đành đi bộ à? Vậy để anh xách giúp em nhá. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Anh cũng mới về, xem thế nào nghỉ ngơi rồi đi thăm bà con đi ạ. Lần này anh về nhà tương đối lâu, cho nên nhiều cơ hội mà. Chẳng lẽ công việc làm ăn của anh trên Hà Nội xảy ra vấn đề gì hay sao ạ? Không phải, chẳng qua anh có dự định cần làm. Nếu như lần này về gặp được em thì hay quá. Em vẫn chưa hiểu ý của anh lắm. Dự định gì đó của anh thì liên quan gì đến em chứ? Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói nhá. Để anh sẽ giúp em. Dạ vâng ạ. Anh nói thật à? Sai thế nào được. Thằng em trai anh nó vừa ở trên đấy về xong. Không, không thể như thế được. Lô hàng này em đã góp toàn bộ vốn, đã thế còn cắm sổ đỏ để vay thêm tiền. Bây giờ anh bảo mất, khác nào em trắng tay. Trắng tay thì làm lại từ đầu, có gì đâu mà. Anh nói dễ nghe thế nhở. Nhà thì em cũng cắm rồi, bây giờ lấy cái gì để làm lại. Cái vụ này ấy, anh cũng đã nói với em từ trước rồi. Thế nhưng mà em không nghe, giờ trách cứ anh thế nào được. À đúng rồi, anh làm ăn lâu như thế, kiểu gì chẳng có những mối quan hệ đặc biệt. Anh xem thế nào à, giúp em với. Anh sao đấy? Em với cả anh làm ăn cùng nhau mấy năm rồi, chẳng lẽ anh nhìn em chết mà anh không cứu à? Vấn đề không phải là vậy, mà là... Có gì thì anh nói luôn đi, chết đến nơi rồi còn ngầm ngừng. Thật ra thì anh có một ông anh họ làm rất là to, có thể giúp được vụ này. Thế nhưng mà anh ấy lại không cần tiền.
không cần tiền. Thế anh ấy cần cái gì mới chịu giúp em? Chẳng cần gì cả. Đối với mấy người đấy á, họ quan trọng nhất là tình cảm. Trước đây anh bị bắt mấy lần, cũng nhờ anh ấy lấy lại hàng hóa mà không lấy một đồng quà cáp nào cả. Tiếc là anh với em chẳng có mối quan hệ gì, nhờ vả e là khó lắm. Sao lại không? Chẳng phải anh đang theo đuổi cái Tuyền nhà em à? Thì em cũng biết rồi còn gì, Tuyền có bao giờ để ý tới anh đâu. Anh yên tâm đi, Tuyền nó có mỗi anh Long là người thân thôi, nó phải nghe theo anh Long chứ. Vậy thì chẳng có gì là chắc chắn cả. Bây giờ nhá, anh cứ đi nói dối với anh ấy để anh ấy giúp em, thì cuối cùng vỡ lẽ ra là Tuyền không tình cảm gì với anh, anh họ anh lại giận anh, lại bảo là anh cố tình nói dối anh ấy, thì khổ anh ra. Anh yên tâm đi, bằng mọi cách em sẽ bắt cái Tuyền nó cưới anh. Thì đến lúc đấy hăng hay. Cô yên tâm đi, anh một lòng một dạ với Tuyền. Nếu hai gia đình chúng ta thành thông gia rồi thì việc làm ăn của anh với em ấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đến lúc đấy cô sẽ không phải suy nghĩ gì đâu. Chuyện sau thì để sau nói đi anh. Quan trọng nhất vẫn là lô hàng kia. Lỡ chậm ạ, công an người ta đem đi đốt hay là tiêu hủy thì chết toi. Cứ để đấy, anh sẽ alo cho ông anh họ của anh để anh chú ý hơn. Rồi sau khi cưới Tuyền xong, anh sẽ giúp em lấy lại số hàng đó. Em thấy sao? Hình như là anh đang cố tình ép em đúng không? Làm gì có chuyện đấy. Sao em mới nhạy cảm thế nhỉ? Không mà lòng hoàng thế à? Tôi không nghĩ là làm ăn cùng nhau lâu như vậy mà lại bị anh chơi thế đâu. Mọi người á thì cũng chỉ vì tiền thôi. Còn với tôi làm tất cả chỉ vì Tuyền. Nếu có được Tuyền rồi á thì tôi sẽ ủng hộ cô hết sức. Như thế chẳng tốt quá còn gì. Hai đứa chúng mày đẹp đôi phép đấy. Khi nào cưới thì bảo chị trước, để chị còn chuẩn bị con mừng nhá. Chị toàn nói lung tung. Chị có biết anh Phan Anh là ai không mà chị nói thế? Nó là ai thì cũng là con người, cũng phải lấy vợ sinh con thôi. Mà chị thấy ở cái làng này á, chỉ có mày là xứng đôi với nó nhất thôi đấy. Đấy là chị nghĩ thế, chứ anh Phan Anh có nghĩ thế đâu. Từ nãy đến giờ, anh ấy còn chưa thèm nói gì kia kìa. Ấy, không, không phải vậy. Đấy, thấy chưa, nó có phản đối gì đâu. Thôi, chị đừng có trêu anh ấy nữa. Không lần sau á, anh ấy không dám về nữa đâu. Làm gì có chuyện đó, anh phải về chứ, còn nhiều việc chưa làm xong mà. Con chị dâu mày nó đang đi tìm mày hay sao kìa Tuyền? Ôi dồi, hóa ra là mày ở đây à? Làm chị lên trang trại tìm mãi không thấy. Chị tìm em làm gì đấy à? Ô, Phan Anh mới về à? Tôi về được mấy hôm rồi, mà cậu đi đâu vội vàng thế? Ngồi uống nước đã. Rồi, thôi để khi khác nhá. Tầm này không có tâm trạng để nước nôi nữa. Đi về với chị. Chị với cả anh Long có việc quan trọng muốn nói với mày. Ơ kìa, chị thả em ra đi. Làm gì mà cứ lôi lôi kéo kéo như thế? Tầm này không có thời gian để nhở nhơ nữa đâu. Đi. Tên, anh Phan Anh ở lại sau nhá. Em về trước đây ạ. Con rành này láo thật chứ. Đi vào quán, không thèm chào mình một câu đã đi về rồi. Láo thật đấy. Em nhìn cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. Chị thông cảm cho cô ấy đi. Lần này á, có khi nó có nguy cơ vỡ nợ ấy chứ. Không gấp làm sao được. Chẳng lẽ chị biết chuyện gì ạ? Thì nó làm ăn với thằng Hoàn gì đấy, toàn nhập hàng lậu ở biên giới về để nhanh giàu. Nghe đâu đợt này bị công an bắt hết hàng, đang cú hết cả lên đấy. Có cả chuyện này sao ạ? Chị đoán không nhầm thì lần này nó gọi cái Tuyền về để ép gả cho thằng Hoàn, rồi nhờ nó cứu cánh đấy. Xem ra mày với con bé Tuyền này không có duyên thật rồi. Anh chị bị làm sao đấy? Chuyện này em đã nói từ ngày xưa rồi. Em còn rất nhiều dự định phải làm. Em chưa muốn lấy chồng đâu. Tuổi xuân con gái có thì. Bây giờ mày còn trẻ thì có nhiều thằng mới để ý đến mày. Chứ sau này mày thêm tí tuổi vào thì chẳng có ma nào nó thèm đâu em ạ. Lúc đấy lại ế chỏng ế trơ ra. Đúng rồi đấy. Anh Hòa là người có tài, lại còn kiếm ra tiền nữa, yêu thương mày hết mực. Bây giờ mày nhìn cả cái làng này đi, xem có ai hơn được anh Hoàn không. Mày mà không đồng ý ngay á, già nếu mãi đứt dây đấy. Chị đừng tưởng em ở trên trang trại cả ngày mà không biết gì. Lần này chị làm ăn thua lỗ nên muốn nhờ anh Hoàn cứu vớt, nên lấy em ra làm vật trao đổi chứ gì. Con Danh này, mày biết hoàn cảnh của chị mày như thế mà không thèm đả động gì. Chị em thế à? Em chẳng nói với chị bao nhiêu lần là bỏ cái việc phạm pháp đấy đi. Chẳng qua là chị không chịu nghe đấy chứ. Mày 3 tuổi danh con,
Hiểu gì về cuộc đời mà đòi dạy chị mày? Ít ra tôi cũng hiểu việc gì tốt, việc gì xấu, việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Mày nói như thế, ý là chê tao ngu à? Thôi được rồi, hai chị em im lặng xem nào. Nói gì thì nói, em cũng không đồng ý lấy Ngoan đâu. Thế thì anh cũng không giấu mày nữa. Chị Vân mày đã cắm sổ đỏ nhà mình để vay tiền làm ăn rồi. Nếu như không lấy được lại hàng, thua lỗ hết thì nhà mình cũng mất đấy. Cái gì? Nhà của bố mẹ để lại mà chị cũng dám đem đi cắm à? Tao là vợ của anh Long đấy, chẳng nhẽ tao không có quyền à? Chị đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Đứng lại! Mày đi đâu? Tôi về trang trại. Tôi không muốn ở cái nhà này nữa, đừng có tìm tôi làm gì. Đây mới là nhà mày, mày không được đi đâu cả. Đây sắp không phải nhà của chúng ta nữa rồi, anh tỉnh táo lại đi. Quyền! Bỏ ra! Anh đang làm cái gì đấy? Mày không được đi đâu cả, mày ở nhà cho tao. Không, bỏ cái ra, tôi còn nhiều việc chưa làm xong lắm. Đừng lại! Chị làm cái gì đấy? Mày nghe lời chị Vân đi, ở nguyên trong nhà cho anh, chờ người ta đến đón dâu, đừng có cố chấp nữa. Anh bị điên à? Em là em gái của anh đấy. Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi, sau này rồi mày sẽ hiểu. Không được, tôi không đồng ý. Long, Phan Anh à, đi đâu đấy? Tuyền đâu? Sao mấy hôm nay tao lên trang trại không thấy cô ấy vậy? Tuyền nó bận rồi. Mà mày tìm nó làm gì thế? Tao có việc đang bàn dở với cô ấy, mà mấy hôm nay tao tìm không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, tao lo quá. Tao thấy mày bao nhiêu năm ra ngoài, sao không tìm cái việc nào tử tế mà làm? Theo cái Tuyền làm mấy cái việc vớ vẩn làm gì cho mất thời gian ra? Nói mày không hiểu đâu, bọn tao đang làm mấy việc vì lợi ích bà con ở đây. Mày cho tao gặp Tuyền đi. Mày á, toàn ngồi trong bếp nói chuyện thế giới thôi, lợi với chả ích gì cho bà con. Thôi về đi, cái Tuyền nhà tao ấy, nó sắp lấy chồng rồi, để cho nó yên, nó không làm mấy cái việc linh tinh đâu. Từ đã, mày nói rõ cho tao đi, Tuyền sắp lấy chồng là sao? Sao vậy? Xưa nay trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thành gia lập thất. Có cái gì đâu mà mày phản ứng ghê thế. Nhưng mà cô ấy sẽ lấy ai chứ? Không liên quan đến mày, mày đừng làm phiền tao nữa, tao phải đi đây. Sao thế chủ tịch? Có chuyện gì mà nhìn tâm trạng thế? Tuyền sắp lấy chồng rồi chị ạ. Cậu nói cái gì cơ? Cái Tuyền nó sắp lấy chồng á? Em vừa gặp Long xong, nó nói với em như vậy. Sao lại nhanh thế nhỉ? Có lẽ nào liên quan đến chuyện đó à? Sao vậy chị? Đã có chuyện gì vậy ạ? Rồi, đợi cưới được cái Tuyền xong thì tao lên ngay. Thằng Hoàn đây mà, nó làm cái gì mà lấp ló lén lút ở đây nghe điện thoại thế nhở? Hàng nào cơ? À, ui giời, mày điên vừa thôi. Cái đấy á, là tao chém gió cây Vân để lấy lòng nó, chứ làm quái gì có ông anh họ nào mà xin với chả xỏ. Rồi yên tâm, cưới nó xong nghe là tao cho nó ít tiền, thế là xong, có gì đâu. Lúc đấy gạo nấu thành cơm rồi á thì chả làm gì được nhau cả. Rồi yên tâm nhá. Quái lạ, hàng mới hóa gì nhỉ? Có lẽ nào liên quan đến vụ cái Vân bị bắt hàng không nhỉ? Chuyện là vậy đấy. Có khi nào thằng Hoàn nó đang giở trò để ép vợ chồng thằng Long bắt con Tuyền cưới nó không nhỉ? Chắc là thế rồi chị ạ. Em phải đến nhà Long xem thế nào. Ơ kìa, đợi chị với. Anh chị thả tôi ra, con rồi kia anh chị đây. Mày bị điên à? Tao là anh trai mày đấy. Có anh trai nào mà đi bán em gái mình như vậy không? Sao mày lại nói thế? Là vợ chồng anh đang gả chồng cho mày thôi. Như thế là phạm pháp, hai người có thể ngồi tù đấy. Đấy, anh cho nó ăn học cho lắm vào, rồi về nó giở cái lý lẽ pháp luật ra để dọa mình. Anh sáng mắt ra chưa hả? Tao nói về mày nghe. Vợ chồng mày làm gì vậy? Chuyện của gia đình tôi, hai người đến đây làm gì? Còn làm gì à? Nó là em gái của mày mà mày đối xử với nó như thế à?
không phải việc của bà. Mày thích không? Tao cho thành việc của tao luôn. Em có sao không? Em không sao đâu ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị ạ. Đây là việc nhà tao, không liên quan đến mày. Hai người đừng có sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Như vậy là phạm pháp đấy. Lại phạm pháp? Sao cứ dở pháp luật ra để dọa bọn này thế nhở? Mày ngu như con lừa ấy. Bảo sao suốt ngày làm ăn vớ vẩn rồi vỡ nợ. Bà hơi quá đáng rồi đấy. Thế tao nói không đúng à? Phan Anh này, tao với mày là bạn, nhưng đây là chuyện trọng đại, liên quan đến cuộc sống sau này của vợ chồng tao. Mày về đi. Đúng rồi đấy. Nếu mà con Tuyền không lấy anh Hoàn thì bọn này sẽ vỡ nợ, không có nhà mà ở đâu. Thế mày nghĩ thằng Hoàn nó sẽ giúp được mày chắc? Bà nói thế là sao? Chuyện là vậy đấy. Chính tai tao nghe thấy lẽ nào lại sai. Thằng Hoàn nó chỉ lừa vợ chồng mày thôi, chứ bản thân nó còn lo không xong, nói gì đến cứu mày. Sao có thể như thế được? Thằng Phan Anh đây, nó đường đường là chủ tịch tập đoàn ABA, địa vị cao quý, là đại gia chính hiệu thì chúng mày không nhờ, lại đi nhờ cái đứa vớ va vớ vẩn nào ấy. Suýt hại đời em gái mình. Vợ chồng chúng mày á, đúng là ngu như con lừa ấy. Phan Anh, mày là chủ tịch tập đoàn ABA thật à? Đúng vậy. Lần này tao về đây định đầu tư một dự án nông nghiệp, cho nên rất cần mấy mẫu nghiên cứu thử nghiệm của Tuyền. Vì vậy mà bọn tao hợp tác nghiêm túc. Mong rằng mày đừng cản trở bọn tao nữa. Tạm thời tôi sẽ ở trên trang trại, anh chị cũng đừng tìm tôi làm gì nữa. Em đi trước đi ạ. Tuyền, đây chị. Giờ tao sẽ lo cho Tuyền. Bao giờ vợ chồng mày suy nghĩ chín chắn, nhận lỗi, thành tâm sửa lỗi thì lúc đó hãy đến tìm tao, tao sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ đừng tìm Tuyền nữa. Tao nghĩ cô ấy không muốn gặp vợ chồng mày đâu.